chương trình tin tức thời sự bình luận với luật sư triệu bá thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi thì hôm nay chúng tôi nói về đề tài uh, lái súng mỹ đế và con nghiện ukraine tả tơi túng thiếu cầu cảnh và những chiến công ảo của ukraine trên màn hình thưa quý vị và đó là một cách lừa dối của ukraine đối với truyền thông báo chí công luận uh, thế giới với những thành tích ảo. thì ngày hôm nay tổng thống Joe Biden đã đến Pháp và dự lễ tưởng niệm cuộc đổ bộ Normandy ở Pháp cùng với tổng thống Pháp Emmanuel Macron thưa với vị. thì uh, mấy ngày qua tin tức ở thủ đô Washington DC gây chấn động đối với đất nước Ukraine đó là tuyên bố của ông đương kim tổng thống Joe Biden và trước đó là của cụ tổng thống Donald Trump thưa quý vị thì như chúng tôi đã nói là ông đương kim tổng thống Joe Biden đã tuyên bố với tạp chí Times là một tạp chí nổi tiếng uy tín của Hoa Kỳ và trên thế giới là ông không ủng hộ hay yểm trợ cho Ukraine gia nhập vào NATO thưa quý vị hay còn gọi là NATO hóa đất nước Ukraine. À, quan điểm của Tổng thống Joe Biden rất là rõ ràng và gây khó chịu cho phía Ukraine, thưa quý vị. Và đó là lý do mà Ukraine tìm cách, tìm mọi cách để gặp gỡ trực tiếp Tổng thống Joe Biden để trình bày quan điểm và năng nỉ, ý ôi, cầu cạnh Mỹ đừng quay xe. À, đừng bỏ rơi ukraine à, tuy nhiên à, lập trường của mỹ rất rõ ràng thưa quý vị à, không có gì mập mờ ở đây mà là lập trường của à, lái súng mỹ đấy à, có tiền thì bán vũ khí không tiền thì không cung cấp hay cho vay cho mượn gì cả thưa quý vị và chuyện của ukraine thì ukraine phải tự lo tự đánh tự đấm tự uh, quyết mọi chuyện. Mỹ chỉ là một anh lái súng, bán súng trên khắp thế giới. Quốc gia nào cần súng đạn thì Mỹ cung cấp bán vũ khí bình thường thưa quý vị. Không có chuyện đồng minh, đồng meo uh, hy sinh quyền lợi của Mỹ để mà đổ xương, đổ máu của người Mỹ vào một đất nước hết sức xa lạ là Ukraine. Và dẫn tới một cuộc chiến mà không biết bao giờ chấm dứt hình như quý vị thấy trên màn hình báo chí uh, trên thế giới chế diệu ông uh, tổng thống uh, lưu Dung zelensky với cái bản là help ukraine tức là hãy cứu giúp uh, ukraine thưa quý vị và chúng ta thấy là ông đổ mồ hôi hột và phía trước ông trên chiếc ghế một cái bản đề là sorry. Xin lấy làm tiếc nhưng mà không có người nào cứu giúp cho đất nước dân tộc Ukraine cả thưa quý vị. Thì đó là cái tình cảnh ngày nay của đất nước Ukraine. Và chúng ta biết là thế giới cũng từ từ quay xe quay lưng đối với cuộc chiến mà kéo dài hơn 2 năm trời thưa quý vị. Đổ biết bao nhiêu tiền bạc còn tình hình ở ấp chiến lược uh, Bonsa cũng vậy ở Việt Hải ngoại cũng uh, bát nháo uh, láo xạo như uh, mọi lần thường như vậy uh, lúc đầu cuộc chiến thì cũng có một vài cuộc uh, thắp nến yểm trợ ủng hộ Ukraine rồi uh, cứu giúp uh, người tị nạn Ukraine cầm vài bịch uh, quần áo cũ nhưng mà không thấy có tiền cứu giúp Ukraine nào cả rồi bị đóng vai vở kịch như thế rồi sau đó lặng biến mất bây giờ không còn thấy người Việt thay tổ chức người Việt hải ngoại nào lên tiếng ủng hộ cho Ukraine nào cả thưa quý vị tội nghiệp cho người dân Ukraine khi đến tị nạn đất nước Hoa Kỳ thì bị cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại này ồn ào vài cuộc gây quỹ rồi sau đó Ẩm tiền biển mật không thấy có tổ chức nào đứng ra đưa tiền cho người dân tị nạn Ukraine mặc dù người dân tị nạn Ukraine đã đến hai năm qua rất nhiều trên nhiều tiểu bang ở nước Mỹ thưa quý vị nói chung người Việt hải ngoại cũng quay xe quay lừng đối với người dân Ukraine một cách phủ phàng như thế còn nếu quý vị nào biết tổ chức nào đã cho hay bảo lãnh cho người Ukraine thì xin hãy lên tiếng quay phim chụp hình cho khán giả khắp nơi được chiêm ngưỡng thưa quý vị. Nhưng trên thực tế như đã nói là một vài lần yếm trợ ủng hộ cho có lẽ rồi biện mật không nhắc đến số phận của Ukraine và bây giờ đến ngay chính quyền Mỹ và Tổng thống Mỹ cũng bắt đầu chán nản thưa quý vị. Vì mùa bầu cử sắp đến Nếu mà cứ tiếp tục đổ tiền Đổ vũ khí vào cái hố đèn Ukraine Thì Cử tri địa phương Họ sẽ nổi giận, nổi điên Nổi khùng lên Bỏ phiếu rớt thưa quý vị Vận động chống chính sách Đem tiền, đem vũ khí cho Ukraine Như đã nói là không phải là một quốc gia Đồng minh và cũng không có cái gì Cam kết Trả lại thưa quý vị và mọi việc đều chỉ là vấn đề xin cho đàn nộp đơn gia nhập khối NATO. Nhưng mà trên thực tế thì bây giờ khối NATO đã chia rẽ, thưa quý vị. À, một số quốc gia như đã nói là muốn ủng hộ cho Ukraine gia nhập vào khối NATO. Nhưng đã có hai quốc gia ngon thơm, béo bổ gia nhập đó là Phần Lan và Thụy Điển, thưa quý vị. Cho nên là khối NATO rất là hoan nghênh Nhưng đối với cái anh nghèo nghiện tả tơi Ukraine sơ sát này thì họ thấy không có lợi lộc gì cả Ngoài cái việc là có thể là cầm súng đánh thuê Mang dành một cuộc chiến ủy nhiệm để chống lại nước Nga thưa quý vị Nhưng mà càng chống càng chết càng trống càng lốn bụng, càng trống càng suy sụp về kinh tế, người dân, địa phương không ủng hộ, trừ quý vị. À, đó là những cái khó khăn cho phía Ukraine. Như quý vị thấy trên màn hình thì ông Tổng thống Zelensky lưu nhiệm và đã đến thăm ủy lạo cho thành phố Kharkov hàng ngày đang bị sự tấn công của phía lực lượng Nga và bị bao vây, thưa quý vị người dân sống ở thành phố Kharkov và vùng ven lúc nào cũng hết sức hoang mang và quần áo tư trang thì được bỏ sẵn trong các vali để chuẩn bị sơ tán thưa quý vị và chiến thuật của người nga là đánh nhỏ đánh chậm đánh chắc và buôn bao vây pháo từ xa để cho người dân ukraine hoảng loạn bỏ chạy rút lui và giao lại những thành phố mà cho phía quân đội nga thưa quý vị và có những tin tức uh, tung ra thành phố này bị bao vây thành phố kia thất thủ khiến cho người dân ukraine luôn sống trong tâm trạng hốt hoảng à, không yên với uh, việc mà bao vây tấn công từ phía nga thưa quý vị còn ông Zelensky thì tìm mọi cách đi vận động Kể cả đi thăm Philippines Để mà tìm kiếm sự đồng thuận cho Ukraine Mặc dù sự đồng thuận khá cao Tuy nhiên cuộc chiến quá đắt đỏ Vũ khí quá đắt đỏ cho nên hao tài tốn của và chẳng mấy quốc gia nào có thể giúp cho Ukraine trên trái đất này mà có một cuộc chiến ở cường độ cao thưa quý vị. Mộng thì lớn nhưng mà Ukraine rất khó lòng xoay chuyển được tình hình kể cả những phi đội F-16, 12 chiếc của phía Hoa Kỳ sắp bàn giao cho phía Ukraine cũng khó lòng mà xoay chuyển được tình hình kể cả những dàn phòng không Patriot, thưa quý vị là như vậy. Nhưng chúng tôi đã nói là phía nga đã tìm cách vô hiệu hóa hoặc là áp chế điện tử khiến cho vũ khí của mỹ không còn độ chính xác như mong muốn như nhà sản xuất mong muốn, thưa quý vị. Và hiện nay các nhà sản xuất hoa kỳ cũng đang lay hoay, không biết nâng tầm, nâng cấp như thế nào, tại vì vũ khí Nga về áp chế điện tử rất là tinh vi, có khả năng phá mã, phá sóng của các hệ thống dẫn đường vệ tinh của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Cho nên dĩ đọc trị đọc và như đã đưa tin là tất cả vũ khí của Mỹ đều đã bị phía Nga tịch thu và trưng bày triển lãm ở ngay tại Moscow vào ngày 8 tây tháng 5 vừa qua, thưa quý vị và các kỹ sư, các nhà bác học, các nhà khoa học của nga bổ sẽ tìm cách phân tích các loại vũ khí kể cả vũ khí tối tân nhất của nước anh chẳng hạn như storm shadow vũ khí đánh tầm xa trên 300 km cũng bị phía nga bắt giữ thu hồi và phân tích từ quý vị cho nên tình thế này bị rất lo sợ và khối phương Tây rất lo sợ là hiện nay đã bị bắt bài. Xin nói thẳng là như thế, bắt bài về công nghệ cho nên nếu có cuộc chiến trong tương lai gần, Nga vẫn chiếm ưu thế thưa quý vị. Cho nên rất khó cho Mỹ giao những vũ khí cho Ukraine rồi bị lọt vào tay của Nga. Và Nga sẽ tìm cách nắm vững những công nghệ của phương Tây và tìm cách khắc chế. Đó là cái sự lo sợ của các cường quốc phương Tây, thưa quý vị. Đưa vũ khí cho ông Ukraine, rồi ông Ukraine đánh đấm rồi bị bắt bài, vân vân Và đó là lý do mà phương Tây cũng khá dè dặt trong cái việc mà đưa vũ khí hiện đại vào đối đầu với Nga. Vì trong tương lai, Nga bắt bài các loại vũ khí, kể cả vũ khí tối tân nhất của Hoa Kỳ như hệ thống Patriot, Patriot thưa quý vị. Hoa Kỳ hiện nay đang phát triển hệ thống Patriot 4 mới, tương đương với S-500 Trifium của Nga, nhưng như đã nói là chỉ cần xuất hiện trên chiến trường một thời gian và đủ thời gian để tìm hiểu cho nên hai bên sẽ tìm cách khắc chế lẫn nhau và bên phía Nga thì đương nhiên là chiếm thế thượng phong so với Ukraine một quốc gia không có vũ khí hạt nhân không có vũ khí nguyên tử và cũng không thể một sớm một chiều mà có những công nghệ lõi về vũ khí của nga thưa quý vị nga rất là khôn khi mà các quốc gia trong liên bang xô viết thì chỉ nắm một phần nhỏ và phần lớn thì nga vẫn nắm giữ các bí mật công nghệ vân vân và điều thê thảm đã đến như quý vị thấy trên màn hình chắc có lẽ quý vị nhận ra đây là một chiếc máy bay cường kích su 27 của nga thưa quý vị và bên phía Ukraine đã phải dùng hình ảnh giả hình ảnh từ các trò chơi chẳng hạn như là military combat simulation hay là phần mềm trò chơi Arma 3 thưa quý vị để mà làm giả các chiến tích của mình thì trong đó có một đoạn video phía Ukraine tung ra nói rằng là bên phòng phòng của Nga, xin lỗi, của Ukraine đã bắn hạ nhiều chiếc Su-27 của Nga trong các cuộc giao tranh thưa quý vị thậm chí có ngày bắn lên tới hai ba chiếc rồi trong một tuần thì bắn được 7 chiếc 10 chiếc có tuần thì bắn lên tới 21 chiếc vân vân nhưng mà những thành tích đó hoàn toàn là ảo tưởng ảo vọng đưa với vị chỉ là những hình ảnh mà phía Ukraine gọi là hình ảnh minh họa video minh họa nhưng mà trên chiến trường thì không thấy sạc máy bay Su-27 được công bố mà chỉ là những cái video biểu diễn rất là hoành tráng máy bay Nga bay lét xét trên bầu trời rồi sau đó thì bên phía Ukraine phóng hỏa tiễn bám đuổi theo và bắn nổ tan tành nhưng hỏi ôi chỉ là hình ảnh trong các trò chơi đồ họa như đã nói là military combat simulation hay arma ba thưa quý vị điều này khiến cho bên phía Ukraine mất mặt và bị vạch mặt và bị mất trình tưởng khi mà có những hình ảnh video tưởng tượng từ đồ chơi rồi đem ra nói như là đồ thật nói như là đang tấn công nhà rất mạnh mẽ dữ dội bánh liệt vân vân nhưng chỉ là đồ chơi nhảm nhí thì đó là cái sự mất mặt của bên phía ukraine và ai cũng thông cảm và hiểu rằng hiện nay ukraine như là một con nghiện được quý vị à, không có tiền túng thiếu mất quy tính rồi à, coi như phải à, tìm cách xảo trá lừa gạt dư luận để mà dư luận à, mũi lòng thương nhỏ lòng thương tiếp tục ủng hộ cho cuộc chiến ukraine nhưng có lẽ là như đã nói là sẽ dần dần đi đến hồi kết thưa quý vị à, không có thể mà kéo dài một cuộc chiến quá lâu và cuộc chiến ở cương độ cao xin thưa quý vị là như vậy trải dài trên một mặt trận mà gần 2000 km thưa quý vị có thể nói là khủng khiếp như thế và đánh nhau hàng ngày cho nên vũ khí đều bị cạn kiệt phía Ukraine đã phải sử dụng những chai nước cam mà nhồi thuốc súng vào và làm thành những chai lũ đạn và phía nga chế diễu gọi là Fanta grenade thưa quý vị tức là lũ đạn bằng chai nước cam hoặc là máy bay không người lái nhưng mà làm bằng giấy bồi chẳng hạn như vậy cánh đồ không có sản xuất được cho nên lấy giấy thùng cạc tông cắt ra làm thành những chiếc máy bay không người lái rẻ tiền vân vân để mà dọa bên phía Nga. Và đó là cái tình thế ngặt nghèo. Và như quý vị thấy trên màn hình một chiếc Su-27 à, trong trò chơi bị một trái hỏa tiễn bắn vào sau đuôi thưa quý vị. Rất là hoành tráng nhân hỏi ơi. Đây cũng chỉ là game mà thôi hay trò chơi mà thôi thưa quý vị. Thì uh, trở lại với ông Zelensky đang uh, năng nỉ phía Hoa Kỳ cần phải ủng hộ cho cái việc gia nhập vào khối NATO nhưng mà dường như là sẽ không thành công thưa quý vị. Ở tại Thụy Sĩ thì phái đoàn của Mỹ chỉ có phó tổng thống Kamala Harris và ở diễn đàn G27 thì chỉ bàn về vấn đề uh, kinh tế toàn cầu, kinh tế của các nước uh, trong khối G7 cho nên không có cái diễn đàn nào để thích hợp cho ông zelensky có thể uh, tiếp tục chiêu bài kêu gọi tài trợ kêu gọi giúp đỡ ukraine một cách dài lâu như thế chắc là đã đến lúc uh, mạc vận cùng cực rồi quý vị như đã nói là ngay cả ấp và chiến lược bồn xa cũng không còn mấy ai nhắc đến việc yểm uh, trợ giúp đỡ gì cho người dân ukraine cả thì tình thế ai cũng biết cuộc chiến quá lâu quá dài Chẳng ai có thể có sức theo đuổi Về vấn đề tiền bạc, công sức, tài lực, vật lực vân vân thưa quý vị Thì đó là tình cảnh te tua tơi tả của con nghiện Ukraine Có nghiện đây không có nghĩa là nghiện si ke mà túy thưa quý vị Nghiện đây là nghiện vũ khí, kêu gào vũ khí Có vũ khí thì À, mới đánh lớn còn không có vũ khí thì à, không đánh lớn được nói chung là không thể tự chủ về công nghệ một sớm một chiều về các vấn đề vũ khí à, Vũ khí bộ binh vũ khí hải quân vũ khí không quân vân vân mà cứ kêu gào hết nước này tới nước kia để viện trợ giống như là con nghiện à, lên cơn thèm thuốc tìm cách à, nằng nỉ ỉ ôi rồi tìm cách nói chung là nghiện đủ thứ nghiện tiền nghiện bạc nghiện đi xin xin cho xin sọ vân vân nói chung là ukraine đánh vào một cây bài lũng thưa quý vị khi mà đối đầu với một cường quốc ở ngay sát nách mạnh hàng nhất gì thế giới đó là một cái sai lầm mặc dù ukraine từng là một thành phần trong liên bang Xô Viết nhưng mà đánh giá về chiến lược mang tính chất sai lầm thưa quý vị sức lực không có quân lực của Ukraine chỉ đứng hàng thứ 34 trên thế giới trước cuộc chiến xảy ra đi đấu với một quốc gia tiềm lực mạnh gấp nhiều lần trên 10 lần thưa quý vị cho nên Ukraine càng xa lầy vào một cuộc chiến mà chính họ gây ra, chính cái lòng thù hận người Nga gây ra theo đuôi phát xít Đức năm xưa và bây giờ theo cái đám phát xít tân phát xít ở phương Tây giật dây tưởng bở tưởng một ngày một sớm một chiều trở thành đồng minh ngon lành của khối NATO được 30 quốc gia ủng hộ yểm trợ không giới hạn vân vân nhưng mà trên thực tế thì không có gì gọi là không giới hạn thưa quý vị. Chỉ có bánh ít đi, bánh quy trở lại. À, ông thò chai rượu, bà thò cái cặp giò chẳng hạn như vậy. Cho nên chỉ là sự trao đổi của lái súng với những con nghiện về vấn đề túng thiếu vũ khí, tiền bạc, tài trợ vân vân. Thì nói theo cách của giang hồ đó là binh lũng thưa quý vị mà khi đã binh lũng thì sẽ dẫn tới mất đất mất dân mất quy tín không gì mà có thể tái chiếm lại bốn tỉnh miền đông cùng bán đảo crimea từ tay của gấu nga đó là nhận định rất thực tế thưa quý vị kể cả bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ lloyd austin cũng cho biết rằng Ukraine không thể đảo ngược tình thế và cũng không thể gây bất kỳ uy hiếp nào đối với lực lượng của nga trên chiến trường để mà họ có thể tự động rút lui tự nguyện giao trả đất cho Ukraine vân vân thừa v.v. và bây giờ phía nga càng muốn đánh thêm chiếm nhiều đất để tạo vùng đệm cho bốn tỉnh miền đông của Ukraine trước đây vân vân và dường như là cuộc chiến ngày càng nghiêng về phía Nga hơn là Ukraine. Và Ukraine thì bây giờ là mất lòng, đổ lỗi tâm lâm, đổ lỗi cho Trung Quốc, đổ lỗi đủ thứ. Nói Trung Quốc là trời trò hai mang, lén lút giúp đỡ nước Nga vân vân Trên thực tế thì điều đó đúng thưa quý vị, vị. Nga vẫn là mối lợi lớn cho Trung Quốc cho nên Trung Quốc không dễ gì bỏ nước Nga mà quay sang ủng hộ Ukraine đó là một thực tế rất phủ phàng nhưng là thực tế cho nên uh, Ukraine như đã nói là một quốc gia nhỏ bé so với nước Nga nước Nga có tới hơn 17 triệu uh, km vuông trong khi Ukraine chỉ có 600 km vuông thôi thưa quý vị và hiện nay đã mất bốn tỉnh miền đồng cùng với bán đảo Crimea sắp xỉ 100.000 km vuông cho nên diện tích đất của Ukraine chỉ còn khoảng 500.000 km vuông. Và đó là cái sự thật thưa quý vị. Cho nên phía Nga đã cười cợt vào đất nước Ukraine. Như quý vị thấy trên màn hình, hình ảnh quý vị vừa xem là hình ảnh của một chiếc Su-27 giả ảo. Và hình ảnh quý vị đang thấy trên màn hình, đây là một chiếc Su-27 thật của Nga đang quần thảo yểm trợ cho lực lượng mặt đất của Nga tấn công Ukraine, thưa quý vị. Giữa thật và giả khác nhau một trời một vật. Thì chương trình đến đây tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành đặt cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Có một cuộc trân trưng cầu khán thính giả nhỏ nhỏ. Quý vị nào ủng hộ nước Nga xin cho số 1. Quý vị nào ủng hộ cho Ukraine xin cho số 2 thưa quý vị.